Ngọc Hà kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp Chủ nhật ngày 27 tháng 11. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bản đồ Apple không hiển thị quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Sau Tây Ninh, đến Đồng Nai và Vũng Tàu xuất hiện đám mây lạ, phải chăng chỉ là ngẫu nhiên? Sau 4 lần trốn trại, Triệu Quân Sự chịu hình phạt chung tù chung thân. Về nhà ngoại, mẹ bầu cùng hai con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong thương tâm. Trường iSchool Nha Trang cho học sinh đi học trở lại, không tổ chức ăn bán trú. Dự báo tình trạng cắt giảm việc làm của công nhân còn kéo dài. Hà Nội, mổ lợn chết cho cá ăn, người đàn ông bị điếc vì vi khuẩn nguy hiểm. Điều tra nguyên nhân vụ xe khách bốc cháy dữ dội, 10 người thoát nạn. Thanh Hóa, xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất rừng và đất quốc phòng. Vỡ nợ 100 tỷ đồng, nhóm cán bộ chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng. Truyền thông trong nước đưa tin, sau nhiều bản cập nhật Apple Apps, ứng dụng bản đồ dẫn đường được cài mặc định trên các thiết bị thông minh thuộc hệ sinh thái Apple, vẫn chưa hiển thị vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo đó, khác với các ứng dụng bản đồ quốc tế như Google Maps, Bing Maps, Apple chỉ hiện chung tên vùng nước là Biển Đông. Trong khi đó, hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn không có trên ứng dụng này. Sự biến mất bất thường của hai quần đảo thuộc Việt Nam trên bản đồ Apple được người dùng phát hiện từ khoảng giữa năm 2021 sau khi cập nhật nền tảng iOS. Thay đổi này khiến một bộ phận người dùng Việt tức giận, đánh giá 1 sao cho ứng dụng trên App Store. Hiện tại, Apple Maps có điểm trung bình chỉ 2,5 trên 5 sau gần 1.100 đánh giá, đa phần là tiêu cực với số điểm tối thiểu là 1 sao. Trong đó, nhiều người để lại bình luận yêu cầu Apple thay đổi cách làm việc, tôn trọng chủ quyền Việt Nam bằng việc bổ sung thông tin hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ của hãng. Dù bản đồ Apple đang là một trong những ứng dụng chính hãng bị đánh giá thấp nhất, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino, Mỹ vẫn chưa có động thái gì sau hơn 1 năm. Sau khi núi Bà Đen, Tây Ninh xuất hiện đám mây lạ hình nấm, mới đây núi Chứa Chan, Đồng Nai, núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng liên tiếp xuất hiện những đám mây thấu kính ôm trọn đỉnh núi. Điều đáng nói là tất cả những ngọn núi xuất hiện đám mây lạ này đều là nơi nổi tiếng linh thiêng và huyền bí. Trong đó, núi Bà Đen nổi tiếng với sự tích 3 lần báo mộng, hiển linh, thì núi Dinh là ngọn núi gần như hoang sơ với cả trăm chùa, tịnh xá. Núi Chứa Chan tại Đồng Nai cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện tâm linh. Nói về hiện tượng thiên nhiên lạ trên, các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng mây thấu kính. Tuy nhiên lại không thể lý giải được tại sao các đám mây hình tròn trên lại được hình thành liên tiếp vào thời điểm này. Nhìn hình ảnh, nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện, sự kiện vòng tròn bí ẩn thời gian gần đây. Theo đó, vừa qua, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Một nhóm gồm hàng chục con vật đột nhiên đi theo một vòng tròn, điển hình tại một trang trại ở thành phố Bao Đầu, khu vực Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc. Một đàn cừu hàng chục con đã đi như vậy theo một cách hết sức kỳ lạ và đáng sợ, trong suốt 12 ngày đêm mà không hề dừng lại. Ngoài ra, nhiều nơi khác cũng xuất hiện hiện tượng này với những loài động vật khác như tuần lộc, chó, thậm chí cả cá và sâu. Hầu hết mọi người sau khi biết đến thông tin này đều cảm thấy sợ hãi và khó hiểu. Báo Dân Việt đưa tin, Tòa án Quân sự Quân khu 4 vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Quân Sự, 31 tuổi, quê ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về tội trốn khỏi nơi giam giữ và tội trộm cắp tài sản. Phiên tòa được tổ chức lưu động tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, nơi Triệu Quân Sự đang thi hành án chung thân. Triệu Quân Sự là người nghiện game online. Năm 2012, khi đang là quân nhân thuộc quân khu 1, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ. Trong quá trình đào ngũ, Triệu Quân Sự đã sát hại nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng để bán tiêu xài và chơi game. Năm 2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Năm 2014, khi đang chấp hành án tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc, phạm nhân này bỏ trốn và bị bắt trở lại. Triệu Quân Sự được đưa đến trại giam quân sự khu vực miền Trung để thi hành án. Cuối năm 2015, Sự và một phạm nhân khác cưa song sắt, trốn khỏi trại giam nhưng nhanh chóng bị bắt giữ trở lại. Năm 2020, nam phạm nhân này đã vượt ngục lần thứ 3 và bị bắt ngay sau đó. Đến ngày 31 tháng 5 2022, Triệu Quân Sự thực hiện hành vi vượt ngục lần thứ 4. Tại phiên tòa xét xử vừa qua, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự mức án tù chung thân. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực thành phố Huế, khiến một người phụ nữ đang mang thai cùng hai con nhỏ tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 11, chị H sinh năm 1990, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, lái xe máy chở theo hai con gái nhỏ 7 tuổi về nhà ngoại ở phường Xuân Phú, thành phố Huế để ăn dỗ. Khi đi đến khu vực vòng xuyến giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng, phường An Đông, thành phố Huế, chiếc xe máy của chị H bị xe tải chở đất đi phía sau cùng chiều tông phải. Cú va chạm khiến chị H và hai con bị ngã, cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng chị H cũng không qua khỏi. Nhận tin tai nạn, chồng chị H tới nơi, quỳ ngã trước thi thể vợ con tại hiện trường. Mẹ chồng và nhiều người thân gào khóc gọi tên con cháu. Sau hơn 3 giờ gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế Nguyễn Vũ sinh năm 1991, trú tại tổ 5 đường Lê Thanh Nghị, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, người điều khiển xe ô tô tải bị bắt tạm giam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Liên quan đến vụ 662 học sinh và giáo viên của trường iSchool Nha Trang nhập viện, trong đó có một học sinh lớp 1 tử vong do ngộ độc thực phẩm. Theo thông báo mới nhất của trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, qua tham khảo ý kiến của bác sĩ và phụ huynh, sau hơn một tuần, sức khỏe của các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã phục hồi, có thể đi học trở lại. Do đó, nhà trường sẽ tổ chức học vào ngày 28 tháng 11. Học sinh học một buổi trên ngày, dự kiến trong 2 tuần, không tổ chức ăn bán trú. Ban giám hiệu nhà trường iSchool Nha Trang cũng thông báo về việc chi trả viện phí cho học sinh. Theo đó, học sinh nào điều trị tại Bệnh viện 22 tháng 12, nhà trường trực tiếp chi trả viện phí cho bệnh viện, phụ huynh chỉ ký xác nhận với bệnh viện không đóng tiền. Trường hợp học sinh điều trị tại các bệnh viện khác, phụ huynh thanh toán viện phí, lấy hóa đơn gửi về, nhà trường sẽ hoàn trả lại. Riêng trường hợp gia đình đã thanh toán viện phí trước đó, thì gia đình cung cấp hóa đơn với trường hợp điều trị tại nhà, phụ huynh gửi hóa đơn, chứng từ liên quan cho trường. Nhà trường sẽ làm các thủ tục thanh toán, kể cả trường hợp tái khám. Trước đó vào hôm 23 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang. Theo báo cáo của 25 địa phương, trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, hiện có đến 485 doanh nghiệp với 631.329 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm. Những doanh nghiệp này chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam. Điều đáng nói, có đến 34.563 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và hàng trăm nghìn lao động bị giảm giờ làm. Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, ông Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội dự báo, việc cắt giảm việc làm của công nhân, lao động có thể kéo dài hết quý 1/2023. Qua khảo sát nhận thấy, những doanh nghiệp ảnh hưởng lớn sẽ duy trì hình thức làm việc như thời COVID-19 là luân phiên, giảm giờ làm hoặc là trả 70% lương cho công nhân. Do đó, dẫn đến tình trạng bị mất cân đối cục bộ về lao động ở một vài địa phương. Điều này có thể thay đổi hành vi của người lao động, tạo ra những xu hướng mới. Trước đây, người lao động sẵn sàng di cư đến thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp để tìm việc. Sau những biến cố, người lao động có thể chấp nhận ở lại quê nhà hoặc tìm việc ở vùng lân cận với mức thu nhập thấp hơn nhưng gần nhà và an toàn hơn. Theo ông Toàn, về lâu dài, phải hình thành khu công nghiệp vùng hoặc khu công nghiệp vệ tinh thu hút lao động tại chỗ, không nhất thiết tập trung ở các thành phố lớn. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân có nguy cơ bị điếc vì vi khuẩn nguy hiểm. Theo thông tin ban đầu, sau khi lợn ốm bị chết, người đàn ông trung niên sống tại Hà Nội đã xẻ thịt để làm thức ăn cho cá. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, người này bất ngờ xuất hiện triệu chứng sốt cao, rối loạn ý thức. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân sau đó được xác định nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Điều may mắn là bệnh nhân đáp ứng điều trị nên sau khoảng 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã có ý thức trở lại, cai thở máy, tình trạng tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc nhiễm liên cầu khuẩn diễn biến nặng sẽ khiến bệnh nhân phải gánh chịu những di chứng lâu dài như mất thính giác. Cũng theo chuyên gia này, nhiễm liên cầu lợn có nhiều thể bệnh nhưng có hai thể chính là thể nhiễm trùng huyết và viêm màng não. Với thể nhiễm trùng huyết, bệnh sẽ diễn biến rất nhanh và nặng. Bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng rối loạn đa cơ quan. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Thể thứ hai là viêm màng não, thường tiên lượng điều trị sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ có những biến chứng về lâu dài như liệt, các di chứng về mặt thần kinh. Báo Giao thông đưa tin, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình, đoạn qua địa bàn Hà Nam vào sáng ngày 26 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình, xe khách do ông Bùi Minh Tuấn, 53 tuổi, trú thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội, Ninh Bình.
Khi đi qua địa phận xã Tiên Hiệp, thành phố Thủ Lý, tỉnh Hà Nam thì bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý khai thác cao tốc đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Hà Nam cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 9 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, xe khách bị cháy trơ khung. Lực lượng chức năng xác định 10 người khách trên xe đã thoát nạn. Liên quan đến vụ cá nhân sử dụng gần 8 hectare đất rừng và đất quốc phòng trái phép tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, giới hữu trách tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thanh Quý, 46 tuổi, ngụ phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, với số tiền 127,5 triệu đồng vì có hành vi chiếm gần 8 hectare đất rừng sản xuất để sử dụng trái phép. Trong quá trình chiếm đất để sử dụng trái phép, ông Phạm Thanh Quý đã sử dụng và thu lời, nên tỉnh Thanh Hóa buộc ông Quý nộp thêm số tiền hơn 11,7 triệu đồng tiền thu lời từ hành vi sử dụng đất. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11, ông Quý buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, nghĩa là phải thực hiện tháo dỡ hàng chục công trình trái phép đã được ông Quý xây dựng kiên cố. Trước đó, như báo chí đã thông tin, trong gần 8 hectare đất ông Phạm Thanh Quý sử dụng trái phép, thì có hơn 5,5 hectare đất quốc phòng đã được giao cho Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng, và hơn 2,3 hectare là đất rừng do xã Hà Long quản lý. Nhưng từ đầu năm 2021, ông Quý sử dụng trái phép xây dựng hơn 10 công trình kiên cố. Ngoài ra, xe lẫn công trình là các loại cây cảnh, cây xanh, nhìn quang cảnh cả khu vực này như một khu du lịch nghỉ dưỡng. Nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, 4 cán bộ phòng giao dịch Cam Ranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa đã bị khởi tố vì tự ý sử dụng thông tin khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8 2022, do cần tiền nên Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng, số tài khoản, số thẻ tiết kiệm và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống và làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng. Trước đó, 4 cán bộ Sacombank Cam Ranh đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ, ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động của ngân hàng này. Xét thấy các cá nhân trên làm sai và không có khả năng khắc phục, Sacombank Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền. Theo một lãnh đạo Sacombank Khánh Hòa, tổng số tiền mà các cán bộ Sacombank Cam Ranh vay của hàng chục người dân lên tới hơn 100 tỷ đồng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Người Trung Quốc hoang mang khi thấy hàng chục ngàn người không đeo khẩu trang tại World Cup. Một ngày hơn 30.000 ca nhiễm mới trong cộng đồng, 1/3 Trung Quốc nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trung Quốc tính xây căn cứ trên mặt trăng. Mỹ giáng đòn mới lên các ông lớn công nghệ Trung Quốc. Tin huấn luyện viên quân sự Iran mất mạng ở Crimea, Nga nói Kiev kể chuyện cổ tích cho phương Tây nghe. Tổng thống Ukraine bất ngờ chút giận lên thị trường Kiev. Dịch cúm quét sạch kỷ lục 50,54 triệu con gia cầm ở Mỹ. Elon Musk thất vọng về chính quyền Biden, ủng hộ DeSantis làm Tổng thống Mỹ. Hồi sinh thành công chủng virus 48.500 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo South China Morning Post, chứng kiến hơn 60.000 fan hò hét tại sân vận động mà không có ai đeo khẩu trang tại World Cup ở Qatar, nhiều người Trung Quốc cảm thấy nghi hoặc hoặc khó hiểu, không ít người đã bày tỏ sự bất mãn trên mạng xã hội. Trên Weibo, một cư dân mạng viết, hãy nhìn quang cảnh của World Cup ở Qatar, có hơn 60.000 người hâm mộ bóng đá dày đặc không đeo khẩu trang, bất cứ hiện trường phát trực tiếp nào cũng không nhìn thấy khẩu trang. Một người khác viết, có những người đang trực tiếp xem các trận đấu World Cup mà không đeo khẩu trang. Ngược lại, có những người đã bị nhốt ở nhà trong 1-2 tháng. Một người khác từ Thiểm Tây thất vọng về đất nước của họ. World Cup cho hầu hết người dân Trung Quốc nhìn thấy tình hình thực tế ở nước ngoài và lo lắng về nền kinh tế của quê hương cũng như tuổi trẻ của chính họ. Tuy nhiên, vài giờ sau, các bình luận dưới bài đăng đã bị xóa. Một bức thư ngỏ đặt câu hỏi về chính sách Zero Covid và hỏi liệu Trung Quốc có cùng hành tinh với Qatar hay không, nhưng cũng nhanh chóng bị xóa. Theo giới phân tích, lý do khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc hoang mang và tức giận là việc chính quyền các địa phương đang tiếp tục gia tăng các biện pháp hạn chế do dịch bệnh đang nóng lên. Truyền thông Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa thông báo ghi nhận 32.695 ca nhiễm COVID mới trong cộng đồng trong một ngày. Đây là con số cao kỷ lục được ghi nhận tại nước này kể từ đầu đại dịch. Số ca nhiễm COVID mới của Trung Quốc gần như tăng mỗi ngày kể từ cuối tháng 10, với ca nhiễm rải rác trên mọi tỉnh thành trong cả nước. Theo New York Times, ít nhất 49 thành phố, chiếm 1/3 dân số Trung Quốc, đang bị phong tỏa nội bất xuất, ngại bất nhập.
Sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế về xét nghiệm và đi lại, căn cứ theo 20 biện pháp mới mà chính phủ Trung Quốc công bố vào hôm 11 tháng 11 để tối ưu hóa chính sách kiểm soát COVID-19, giới chức tại một số nơi Trung Quốc lại phải tái áp đặt lệnh phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng trong tuần này khi họ nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Trên khắp Trung Quốc, nhiều thành phố, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh và trung tâm tài chính Thượng Hải, đã đóng cửa các trung tâm thương mại và công viên, đồng thời áp dụng biện pháp hạn chế đi lại với những người từ các nơi khác. Đến hiện tại, chính quyền Bắc Kinh vẫn khẳng định hiệu quả của chính sách Zero Covid và chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc sẽ bỏ đi chính sách này. Trang NDTV đưa tin, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng căn cứ đầu tiên trên mặt trăng trước năm 2028, sau đó đưa các phi hành gia lên căn cứ trong những năm tiếp theo. Cụ thể, căn cứ trên mặt trăng của Trung Quốc dự kiến sẽ được duy trì bằng năng lượng hạt nhân. Cấu hình cơ bản của căn cứ sẽ bao gồm tàu đổ bộ, tàu quỹ đạo và tàu thám hiểm, và tất cả đều do các sứ mệnh thừa Nga Chang'e 6, 7 và 8 thực hiện. Nhà thiết kế chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc Wu Weiran chia sẻ, các phi hành gia của chúng tôi có thể sẽ lên mặt trăng trong vòng 10 năm nữa. Ông Weiran nói rằng, năng lượng hạt nhân có thể giải quyết nhu cầu năng lượng lâu dài và công suất cao của căn cứ mặt trăng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy tham vọng vũ trụ khi gửi các tàu thăm dò lên mặt trăng, xây dựng trạm vũ trụ riêng nước này và khám phá sao hỏa. Hiện cả Trung Quốc và Mỹ đều đang chi hàng tỷ USD để không chỉ đưa con người lên mặt trăng, mà còn để tiếp cận các nguồn tài nguyên có thể nuôi dưỡng sự sống trên bề mặt mặt trăng hoặc đưa tàu vũ trụ lên sao hỏa. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ban hành lệnh cấm mới nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc. Theo đó, các thiết bị giám sát do công ty Trung Quốc là Dahua, Hikvision Digital và Hytera Communications sản xuất sẽ bị cấm bán hoặc nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, một số tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, bao gồm Huawei và ZTE, cũng được Mỹ cho là gây ra nguy cơ an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Theo đó, cơ quan phụ trách Ủy ban Quản lý Viễn thông Liên bang Mỹ FCC cho biết, họ đang cố gắng loại bỏ hoàn toàn các thiết bị của Huawei và ZTE khỏi mạng lưới an ninh quốc gia. Chủ tịch FCC Jessica cho biết, bà đã gửi thư lên người đứng đầu Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Mỹ, Thượng nghị sĩ Maria Kenwell, để xin gói tài trợ cho việc này. Giới phân tích nhận định, động thái của Mỹ cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong chính sách đối với những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty công nghệ Trung Quốc để theo dõi người Mỹ. Các công ty Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về lệnh cấm của Mỹ. Huawei và chính phủ Trung Quốc từ lâu đã phủ nhận các cáo buộc gián điệp và tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với công ty công nghệ Trung Quốc. Trang RT đưa tin, liên quan thông tin huấn luyện viên quân sự Iran thiệt mạng trong lúc giúp quân Nga vận hành UAV, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm nói, Ukraine đang kể các câu chuyện cổ tích cho phương Tây nghe. Cụ thể, ông Sergei, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, bác bỏ cáo buộc từ Ukraine, cho rằng các huấn luyện viên quân sự Iran đã thiệt mạng trong lúc giúp quân Nga vận hành máy bay không người lái UAV. Ông Sergei gọi các cáo buộc từ Ukraine là những lời nói cực kỳ vô lý. Theo ông này, những câu chuyện cổ tích do Kiev kể ra rất có thể nhắm đến khán giả phương Tây, những người vui vẻ lắng nghe chúng. Trước đó, ông Alexei, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, cho biết thông tin các giảng viên quân sự từ Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine ở bán đảo Crimea là chính xác. Theo ông Alexei, Tehran đã gửi các chuyên gia đến bán đảo Crimea để huấn luyện quân đội Nga vận hành UAV do Iran sản xuất. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời điểm chính xác cuộc tấn công diễn ra hoặc có bao nhiêu người Iran bị ảnh hưởng. Được biết, Crimea là bán đảo thuộc Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ mình sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Các đồn đoán cho rằng Tehran đã cung cấp UAV cho Moscow xuất hiện trong những tháng gần đây sau khi Nga bắt đầu sử dụng loại vũ khí này để oanh tạc các mục tiêu Ukraine. Kiev và các phương tiện truyền thông phương Tây đã tuyên bố rằng máy bay không người lái Geran-2 của Nga thực chất là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất, dù Iran nhiều lần phủ nhận việc cung cấp UAV và khẳng định không cử các cố vấn đến Nga. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây trong một động thái hiếm hoi, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích thị trưởng Kiev Vitaly. Theo Reuters, ông Zelensky bày tỏ sự tức giận đối với ông Vitaly vì không làm tốt việc thiết lập các trung tâm trú ẩn khẩn cấp dành cho những người không có điện sử dụng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông Zelensky nói, chính quyền địa phương đã không làm việc hiệu quả ở tất cả các thành phố, đặc biệt có rất nhiều người phàn nàn ở thủ đô Kiev,
cư dân Kiev cần được hỗ trợ nhiều hơn, cần phải làm việc nhiều hơn nữa. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích những người nói dối trong các báo cáo chính thức nhưng không cung cấp chi tiết. Được biết, những lời chỉ trích trên được xem là bất thường vì ông Zelensky thường tìm cách gây dựng hình ảnh đoàn kết dân tộc trong cuộc giao tranh với Nga và hay khen ngợi các quan chức dưới quyền. Hiện hàng ngàn trung tâm trú ẩn khẩn cấp đã được xây dựng tại Ukraine để những người đi trú ẩn có thể tiếp cận được với nguồn điện, nước, mạng Internet và thông tin liên lạc. Thống kê cho thấy kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 24 tháng 2, Ukraine đã thiết lập khoảng 4.000 trung tâm trú ẩn khẩn cấp trên khắp cả nước. Hãng Reuters đưa tin, Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây cho biết cúm gia cầm đã quét sạch 50,54 triệu con gia cầm ở Mỹ trong năm nay, khiến nước này trở thành ổ dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử. Cụ thể, số lượng 50,54 triệu con trên bao gồm gà, gà Tây và các loại gia cầm khác đại diện cho thảm họa sức khỏe động vật tồi tệ nhất ở Mỹ cho đến nay, đã vượt qua kỷ lục trước đó là 50,5 triệu con bị chết trong đợt bùng phát dịch cúm gia cầm vào đầu năm 2015. Việc đàn gia cầm với số lượng lớn bị tiêu hủy đang khiến giá trứng và thịt gà Tây tăng cao kỷ lục, làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn của người tiêu dùng ở Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát nóng và khiến chi phí cho lễ tạ ơn vào ngày 24 tháng 11 trở nên đắt đỏ hơn. Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Mỹ cho biết, người dân nên tránh tiếp xúc với những con chim hoang dã có vẻ ốm yếu hoặc đã chết, mặc dù đợt bùng phát này có nguy cơ thấp đối với người. Được biết, không chỉ ở Mỹ, châu Âu và Anh cũng đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng cúm gia cầm tồi tệ nhất. Một số siêu thị ở Anh đã hạn chế số lượng trứng mà khách hàng được mua sau khi dịch bệnh bùng phát làm gián đoạn nguồn cung. Theo truyền thông quốc tế, tỷ phú Elon Musk vừa khẳng định ông sẽ ủng hộ thống đốc bang Florida Ronald DeSantis tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Cụ thể, trong một dòng trạng thái trên Twitter, khi được hỏi về việc có ủng hộ ông DeSantis tranh cử tổng thống 2024 hay không, ông Musk viết, có. Ông DeSantis gần đây nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý của Đảng Cộng Hòa và được kỳ vọng sẽ tranh cử tổng thống năm 2024. Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông DeSantis đã thắng áp đảo đối thủ Charlie Crist bên Đảng Dân Chủ với khoảng cách gần 20 điểm phần trăm, qua đó xây chắc vị trí thống đốc bang Florida và giữ vị thế ngôi sao đang lên của phe Cộng Hòa. Tỷ phú Musk gần đây nhiều lần thể hiện lập trường ủng hộ Đảng Cộng Hòa, dù từng tự mô tả rằng mình là người độc lập, với một nửa Dân Chủ, một nửa Cộng Hòa. Trong khi đó, ở một dòng trạng thái khác trên Twitter, ông Musk khẳng định đã thất vọng về chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân Chủ. Tỷ phú giàu nhất thế giới viết, lựa chọn của tôi cho cuộc bầu cử Tổng thống 2024 là một người nào đó trung dung và hành động hợp lý. Tôi đã từng hy vọng đây là những điều có ở chính quyền ông Biden, nhưng thấy thất vọng cho đến nay. Bình luận của ông Musk được xem là có sức ảnh hưởng lớn tới tâm lý cử tri ở Mỹ. Là một doanh nhân thành công vang dội, Musk càng nổi tiếng hơn khi thể hiện phong cách khác biệt so với những người giàu kín tiếng khác. Đài RT đưa tin, các nhà khoa học mới đây cảnh báo việc lớp băng vĩnh cửu trên trái đất tan chảy do khí hậu nóng lên đang gây nguy cơ cho nhân loại. Cụ thể, nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Nga, Pháp và Đức đưa ra cảnh báo trên sau khi hồi sinh thành công một virus có từ 48.500 năm trước, nằm bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã hồi sinh thành công hai chủng virus có từ 30.000 năm trước. Theo nhà nghiên cứu Michel Claveri tại Đại học Aix-Marseille, Pháp, tất cả virus được hồi sinh thuộc về nhóm virus Pandora đều có khả năng lây nhiễm cho những dạng sự sống đơn bào như amip. Điều này cho thấy khả năng tồn tại những virus khác đang nằm yên dưới lớp băng vĩnh cửu có thể được phóng thích ra do băng tan, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cho cây cối, động vật và người. Trước đó, Nga từng cảnh báo về nguy cơ lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể chứa nhiều vi khuẩn và virus. Moscow cho rằng nguy cơ này nghiêm trọng đến mức cần lập một dự án an toàn sinh học và kêu gọi tất cả các nước trong Hội đồng Bắc Cực tham gia. Hội đồng này bao gồm Canada, Đan Mạch, Iceland, Mỹ, Na Uy, Nga, Phần Lan và Thụy Điển. Những hình trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành trình Tương lai. Và tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, nếu một ngày cha mẹ không còn, anh chị em cũng không còn thân thiết, bạn cần làm 3 điều này. Trong cuộc sống có rất nhiều việc mà chúng ta bất lực như sinh, lão, bệnh, tử. Chẳng ai muốn trải qua 3 điều cuối cùng của quy luật tự nhiên, nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải trải qua. Vì con người ta luôn phải già đi nên chúng ta luôn phải nói lời chia tay với nhiều người. Có thể đến một lúc nào đó ta sẽ chợt nhận ra rằng hóa ra có bao nhiêu ngày tháng ta đã không trân trọng nó. Nếu đồng hành cùng nhau nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ bớt tiếc nuối hơn bây giờ. Nếu một ngày cha mẹ bạn lần lượt ra đi, anh chị em của bạn dần dần trở nên kém thân thiết,
bạn sẽ trải qua quãng đời còn lại của mình như thế nào? Thực ra không khó, bạn cần làm trước 3 việc này sẽ khiến bạn thoát hiểm và bảo vệ nhiều hơn trong nửa sau cuộc đời. Đầu tiên, đối xử với nửa kia bằng trái tim và hãy sống hạnh phúc hơn những người khác. Hôn nhân và gia đình là chủ đề chính trong cuộc sống của chúng ta. Nếu một ngày cha mẹ không còn nữa, bạn cần quản lý tốt gia đình tương lai của mình. Họ chính là người có thể đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Điều thứ hai, quản lý tốt cuộc sống của chính bạn. Không sớm thì muộn, tất cả chúng ta sẽ hiểu rằng thế giới là của riêng chúng ta và không liên quan gì đến người khác. Chúng ta không cần phải so sánh mình với bất cứ ai và nhiệm vụ cả đời của chúng ta là được là chính mình. Nếu một ngày nào đó, bạn xa cách với anh chị em của mình và dần dần không còn liên lạc, thì hãy nhận ra thực tế này và bắt đầu quản lý cuộc sống của mình thật tốt. Khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ thấy mình tự tin hơn và thế giới trong bạn sẽ rộng mở. Khi đó, bạn sẽ dần thấy được nhiều điều và bạn sẽ không còn ghim hy vọng vào cuộc sống và những mối quan hệ giữa con người với nhau nữa. Vì bạn biết rằng, dù chỉ dựa vào bản thân, thì bạn vẫn có thể có một cuộc sống sung túc. Bạn không cần phải giỏi hơn anh chị em của mình. Giá trị cuộc sống của bạn không phụ thuộc vào việc bạn vượt qua ai hay bạn phải giành chiến thắng. Điều tiếp theo chính là giáo dục con cái của bạn thật tốt. Nhiều người nói, con người ta bắt đầu tranh giành con cái sau khi đến tuổi trung niên. Nếu con cái đủ tài, đủ hiếu thì sẽ ngẩng đầu cao trước người khác. Nhưng trên thực tế, cuộc sống luôn như uống nước, biết lạnh hay ấm đây. Người khác nhìn bạn có đẹp hay không không quan trọng, đó là việc của người khác. Điều thực sự quan trọng là nội tâm của bạn. Con cái như thế nào thì bản thân họ biết, họ có thực sự hiếu thảo hay không chỉ cần bạn biết là đủ rồi. Sống không cần quá truy cầu nhiều vào vật chất, chỉ cần thấy trong tâm biết đủ là được rồi. Điều quan trọng là con cái của bạn được trưởng thành trong một môi trường hạnh phúc, chúng biết cảm thông và biết ơn cha mẹ của chúng. Một gia đình muốn thịnh vượng thì không thể tách rời công sức giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, giáo dục con cái tốt là tầm nhìn lớn nhất của bạn, đồng thời cũng là niềm tin và sự bảo đảm lớn nhất cho tương lai của bạn. Nếu một ngày nào đó, cha mẹ không còn, anh chị em cũng không còn thân thiết nữa thì cũng không sao cả. Đừng lo lắng về những ân oán, mất mát trong quá khứ, mà hãy quản lý tốt cuộc sống của mình và gia đình của mình bạn nhé. Khi bạn ngày càng trở nên tốt hơn, sẽ không ai cười chê bạn hết, mà nhiều người muốn tiếp cận với bạn hơn vì gần bạn họ cảm nhận được một năng lượng tích cực và mạnh mẽ từ bạn. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của hành trình tương lai những lời chúc an lành và thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công của Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân mình theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tiến về trẻ hóa. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.